Chào mừng các bạn đã quay trở lại, mình là Sophel và mình vẫn ăn hại như mọi khi mà thôi. Hôm nay mình đang cầm chiếc Huawei P20 Pro phiên bản Twilight, rất là đẹp. Mà video hôm nay thì sẽ không phải đơn giản là mở hộp hay là đánh giá chi tiết gì cả. Bởi vì kể cả đánh giá chi tiết hay là mở hộp thì các bạn có thể xem lên rất nhiều kênh YouTube khác rồi. Thậm chí là cả các cái trang báo mạng trên Google các bạn thì tìm thấy rất là nhiều. Bởi vì mình mượn cái máy này là khá là muộn, thế nên là bây giờ mới có dáng gửi đến anh em. Nhưng mà cái vấn đề của cái máy này hôm nay mình nói đến nó không phải là về các vấn đề cơ bản như là mở hộp nữa. Mình muốn nói về bộ ba camera trên chiếc smartphone này. Khi mà P20 Pro đã leo lên bảng xếp hạng DxOMark đứng top 1 camera tốt nhất thế giới trên di động với bộ ba camera. Mà nếu như không nhầm thì đây là bộ ba camera đầu tiên trên smartphone. Với ba camera, làm thế nào để Huawei đưa chiếc P20 Pro lên top 1 bảng xếp hạng DxOMark? Và có những gì mà Huawei chưa nói với các bạn, mình sẽ chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Các bạn hãy sửa lại cho mình nếu mình nhỡ có nói sai, nhưng mà theo như mình nhớ thì đây là cái camera phone đầu tiên trên thế giới với bộ 3 camera với thông số nghe rất là khủng. Chúng ta có 3 camera bao gồm camera chính với độ phân giải tối đa lên đến 40 megapixel, có độ f1.8, cảm biến khá lớn 1:1.7 inch. Chúng ta sẽ có camera phụ là camera đen trắng với độ phân giải là 20 megapixel, khẩu độ lớn hơn camera chính là 1.6. What? Và các bạn có thêm camera thứ 3 được gọi là camera tele với khả năng zoom quang 3x, độ phân giải là 8 megapixel, khẩu độ f2.4. Thì thực sự những bức ảnh mình chụp được trên camera của chiếc máy này nó khá là tốt, cả thiếu sáng lẫn đủ sáng và cả trong nhiều điều kiện ánh sáng phức tạp cũng như là giải màu rất là tốt. Chết chà, mình hơi lan man sang phần đánh giá camera rồi, cái này thì mình sẽ phải gửi đến các bạn trong video khác. Nhưng mà thực sự thì camera chiếc máy này hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau nói ngay bây giờ. Thì như các bạn thấy, chúng ta có 3 camera thì cái ống kính chính có độ phân giải lên đến 40 megapixel. 40 megapixel thì để làm gì? Nếu các bạn cho rằng 40 megapixel nó là giúp cho nó chi tiết tốt hơn, zoom ảnh đỡ bị vỡ hơn, thì đó chỉ là một phần câu chuyện thôi. Nhưng mà sự thật thì camera này thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 10 megapixel. Khi các bạn mở camera lên ở ống kính chính, chế độ chụp ảnh cơ bản, thì mặc định Huawei sẽ để độ phân giải của chiếc máy này ở 10 megapixel. Họ làm vậy không phải là để tiết kiệm bộ nhớ cho các bạn đâu, mà bởi vì chiếc máy này chụp ảnh đẹp nhất ở độ phân giải 10 megapixel. Tại sao? Khi các bạn mở camera chiếc máy này lên và chụp ảnh thì sẽ luôn luôn có hai ống kính hoạt động cùng một lúc chứ không phải là một. Đó là lý do tại sao bất kỳ khi nào các bạn mở camera lên, các bạn chỉ cần đặt tay vào che mất một trong hai cái ống kính thì thôi, thì nó sẽ báo là đừng che ống kính, bởi vì nó luôn luôn sử dụng nhiều hơn một ống kính, tức là hai ống kính trở lên, để chụp cho các bạn những bức ảnh tốt nhất. Vậy thì ống kính chính hoạt động như thế nào và tại sao P20 Pro chụp ảnh tốt như vậy, và lý do nó có đến 3 camera là để làm gì? Thứ nhất, như mình đã nói, chúng ta có camera chính độ phân giải rất cao, khẩu độ khá lớn là f1.8, và camera thứ hai là camera đen trắng. Camera đen trắng không phải sinh ra chỉ để chụp ảnh đen trắng đâu, mà nó sẽ hoạt động song song với camera chính. Khi các bạn cầm chiếc máy này chụp độ phân giải 10 megapixel thì ảnh sẽ rất đẹp. Lý do là bởi vì cả ống kính chính và ống kính đen trắng hoạt động cùng một lúc, đem lại cho các bạn bức ảnh tốt nhất. Sẽ lấy thông tin từ bức ảnh đen trắng và ốp vào bức ảnh kia, cho chúng ta bức ảnh có chi tiết rất là tốt và khử noise khá là ổn trên chiếc máy này. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là về cái khả năng zoom quang 3x. Thì đơn giản thôi đúng không? Camera zoom quang 3x thì độ phóng đại nó gấp 3 lần camera thường. Bấm vào thì nó chuyển sang camera 3x và chúng ta kiểu nhìn ảnh nó gần hơn. Thực sự nó không đơn giản như vậy. Nếu các bạn nhớ mình vừa nói thì chúng ta có camera chính độ phân giải 40 megapixel và có độ f1.8. Còn camera zoom quang 3x thì khẩu độ rất bé, chỉ có f2.4 mà thôi, nhỏ hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn camera flagship của năm 2018. Vậy thì làm thế nào để các bạn thì chụp ảnh được zoom quang 3x mà chất lượng lại tốt khi mà khẩu độ nó quá bé, cảm biến cũng nhỏ hơn camera chính và độ phân giải cũng thấp hơn, chỉ có 8 megapixel? Thì mình đã chụp thử ảnh trên chiếc P20 Pro. Mình có zoom quang lên 3x, bấm vào nút trên màn hình luôn nhá, zoom lên 3x. Thì mình cũng nghe quảng cáo là camera zoom quang 3x thì chắc là chất lượng ngon đây. Chụp lên thì cũng nhận chất lượng ngon thật. Nhưng mà khi mình vào phần mềm chụp ảnh, các bạn thư viện xem thông tin, thì cái thông số nó hiện lên rằng nó vẫn là khẩu độ f1.8. Là thế nào ta? Khi mà camera zoom quang 3x khẩu độ f2.4 cơ mà, tại sao chụp ảnh ra vẫn hiện là f1.8? Đây là điều mình đã nghiên cứu và tìm hiểu được. Camera chính sẽ là camera ở giữa 40 megapixel, cảm biến 1:1.7 inch và khẩu độ là f1.8. Thì mình lấy băng dính dán qua ống kính này thì giơ lên đúng không? Bật ra camera nó sẽ đen xì bởi vì băng kính nó che mất rồi. Và mình bật sang zoom quang 3x thì mình nghĩ rằng chuyển sang ống kính zoom quang 3x là ống kính bên trên, thì
thì nó sẽ zoom bình thường, không vấn đề gì đúng không nào. Và điều ngạc nhiên khi mình nhận ra rằng đó là lúc mình chuyển sang chế độ zoom quang 3x thì màn hình vẫn đen xì. Trong cái camera này và camera này không hề bị che, mình chỉ che camera chính thôi. Thì đây là điều rất là thú vị này. Điều này khiến mình cảm thấy Huawei rất là thông minh trên chiếc BM Pro của họ. Đó là nó sẽ lấy cái ống kính có tiêu cự xa hơn để zoom vào gần, lấy những chi tiết cần thiết, chụp một tấm ảnh. Sau đó sẽ ốp vào tấm ảnh chụp từ camera chính. Chứ nó không phải dùng ống kính này để chụp ảnh chính đâu các bạn ạ. Khi các bạn chuyển sang chế độ zoom quang 3x mà các bạn che ống kính để lại, nó sẽ báo là đừng che ống kính, mở ra để tao chụp. Thì bởi vì nó sẽ sử dụng ống kính chính và ống kính zoom quang 3x này chụp bức ảnh. Ống kính zoom quang 3x chỉ hỗ trợ lấy thêm thông tin và gửi về cái cảm biến chính, ốp vào bức ảnh của camera chính mà thôi. Chính vì thế chất lượng mặc dù có tốt hơn rất nhiều so với các camera mà các bạn gọi là zoom kỹ thuật số, zoom ảnh lên, đại khái chính là chụp ảnh xong crop lại cho nó gần hơn, thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với những kiểu chụp ảnh như vậy. Nhưng mà sẽ không thể tốt được bằng một cái ống kính thực sự zoom quang 3x. Thật sự các bạn, đây là ống kính thực sự zoom quang 3x thật. Nhưng mà ống kính thực sự tức là sẽ có cảm biến lớn như camera chính, khẩu độ lớn như camera chính, thì sẽ tốt hơn nhiều so với việc Huawei đang dùng. Đó là một cảm biến nhỏ hơn, khẩu độ bé hơn, lấy thêm thông tin và ốp vào bức ảnh chính. Chào các bạn, mình là Supheo đến từ tương lai. Và cái thằng Supheo trong video đã chém gió với các bạn ấy, là nó thiếu mất một thứ và mình ở tương lai quay trở lại để sửa chữa được đó. Mình muốn cho thêm một số thứ vào video này mà cái thằng Supheo kia nó chưa nói đến. Đó một vấn đề, đó là về camera của cái máy này ở zoom quang 3x. Thì khi các bạn chụp ảnh ở chế độ đủ sáng, đại khái là ngoài trời, khi các bạn chụp ảnh nếu mà camera cảm nhận được là ánh sáng đã có đủ thì nó sẽ sử dụng cái ống kính ở trên. Mặc dù cảm biến có nhỏ hơn, khẩu độ ống kính có bé hơn, nhưng mà vì điều kiện đủ sáng nên chất lượng ảnh sẽ không khác biệt so với camera chính. Thế nên là cái việc mà nó sử dụng camera chính để chụp ảnh zoom quang 3x vào buổi tối, kiểu zoom quang live, là khi nào mà camera cảm thấy cái môi trường nó thiếu ánh sáng quá thì mới dùng cách đó. Còn nếu điều kiện đủ sáng thì nó sẽ vẫn sử dụng ống kính zoom quang 3x này chụp ra bức ảnh gốc của các bạn. Thì mình sẽ thử nghiệm thêm một vài bức ảnh nữa chụp vào ban ngày, chụp ở chế độ zoom quang 3x, thì vào thông số xem thì nó sẽ là khẩu độ f2.4, tức là khi ở điều kiện đủ sáng. Còn như mình đã nói rồi, thiếu sáng thì sẽ dùng camera chính, và camera tele chỉ gọi là hỗ trợ ốp chi tiết cho vào bức ảnh chính mà thôi. Còn khi quay video thì sao? Khi quay video thì câu chuyện nó khác hơn một chút. Có lẽ tại cái cấu hình phần cứng của chiếc BM Pro vẫn chưa đủ, hoặc là Huawei chưa phát triển được phần mềm đủ thông minh để làm được cái điều như mà camera làm được lúc mà chụp ảnh. Đó là lấy thông tin từ camera này gửi về chi tiết cho camera này để khả năng zoom quang 3x tốt hơn. Thì khi mình quay video, mình bấm quay, chuyển sang 3x thì nó sẽ rất là đơn giản thôi, nó chuyển ống kính bên này. Nó sẽ mất một tích tắc chuyển giữa hai ống kính. Thì cái lúc đó mình mà che ống kính này vào thì đen xì luôn, lúc đó là chuyển thật sự. Thì cái quay video mà các bạn zoom quang 3x thì chất lượng không thể nào bằng được cái việc các bạn quay ở cái tiêu cự cơ bản, sử dụng camera chính với cảm biến lớn hơn và khẩu độ lớn hơn. Nhưng mà nếu các bạn quay video ở điều kiện đủ sáng ngoài trời chẳng hạn thì chất lượng camera sẽ vẫn rất là tốt, bởi vì cái ống kính này với cảm biến bé và khẩu độ nhỏ nó không bị ảnh hưởng quá nhiều, lúc đấy mà đã đủ sáng rồi. Thì đó là cái cách hoạt động của camera trên chiếc BM Pro. Và khi mình nghiên cứu và tìm hiểu xong thì mình cũng thấy thực sự rằng Huawei rất thông minh với chiếc BM Pro của họ. Và cái việc mà chiếc BM Pro này leo lên top 1 bằng xếp hạng DxOMark cũng không phải là điều mà mình cảm thấy quá ngạc nhiên, bởi vì thực sự Huawei đã rất thông minh khi mà họ làm được trên chiếc camera này những cái điều như vậy. Và mình sẽ còn trên tay thêm chiếc máy này, trải nghiệm thêm để xem camera nó còn hoạt động đến đâu. Và mình sẽ gửi đến các bạn một bản đánh giá chi tiết về chiếc máy cũng như là về chất lượng camera, cả quay phim lẫn chụp ảnh. Nếu các bạn thích xem bất kỳ một cái video nào khác với chiếc máy này, từ speed test này, từ nhiệt độ này, chơi game ra làm sao này, rồi nào là loa liếc các thứ như thế nào, thì bình luận bên dưới bất cứ thứ gì các bạn muốn xem, miễn không phải drop test là được nhá. Và cái máy này thì mình mượn tại Saoconet. Link của sản phẩm có phần mô tả video và trên top comment luôn. Anh có thể xem thông tin thêm và đặt hàng nếu muốn. Mình không biết chính xác là còn bao nhiêu đâu. Nếu các bạn thích thì nên đặt luôn, bởi vì theo như mình biết thì cái máy này sẽ đang kiểu cháy hàng hay sao ấy. Và như vậy thôi, không còn quá nhiều điều để mà chia sẻ nữa. Hy vọng mọi người thấy video thú vị. Nhớ like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau trong nhiều video khác. Mình là Supheo và xin chào anh em. Hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.